À, xin mời các em chúng ta vào lớp. Hôm nay chúng ta học tiếp đến nội dung của các từ khóa của luật viên chức 2010 sửa 2019 từ chương 4 đến chương 6 nhé, quy định từ điều 47 điều 62. Thì với cách thức thầy sẽ trao đổi với em các từ khóa cũng như giải thích các câu hỏi trắc nghiệm của từng điều trong các chương này. Ta đi vào chương 4, chương quy định về quản lý viên chức. Thì ta thấy với chương 4 quy định từ điều 47 đến điều 50. Như vậy chúng ta thấy là có ở đây nội dung là có 4 điều. Em nhắc chương 4 là có 4 điều. Câu hỏi chương 4 có tên là gì? Thì em nhớ cho thầy nó có tên là quản lý viên chức và nó có bao nhiêu điều. Thì em nhớ giúp thầy ở đây là có 4 điều em nhắc từng nội dung. Ở trong từng điều thầy sẽ trao đổi. Với điều 47 chúng ta thấy về phần quy định về quản lý nhà nước về viên chức thì có những câu hỏi dạng như sau. Câu hỏi cơ quan nào hay chủ thể có thẩm quyền nào thống nhất quản lý nhà nước về viên chức? Khi mà thống nhất quản lý về viên chức thì chúng ta nhớ đáp án cho thầy, đó là chính phủ các em nhé. Các em nhớ cho thầy về câu hỏi là chủ thể nào hay cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về viên chức thì các em nhớ cho thầy phương án, đó là chính phủ. Tiếp theo, ở câu hỏi liên quan ở khoản 2 liên quan gánh trách nhiệm của Bộ Nội vụ thì câu hỏi đặt ra là chủ thể nào cơ quan nào chịu trách nhiệm trước chính phủ trong việc quản lý nhà nước về viên chức. Thì liên quan đến cơ quan mà chịu trách nhiệm chính phủ về quản lý nhà nước về viên chức thì là gắn với Bộ Nội vụ các em nhé. Chúng ta nhớ chủ thể chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc quản lý nhà nước viên chức, chúng ta nhớ đáp án là Bộ Nội vụ. Và câu hỏi tiếp theo họ hỏi là gì ạ? Có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nội vụ trong việc quản lý nhà nước về viên chức? Liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nội vụ về quản lý nhà nước viên chức, chúng ta nhớ đáp án là 6 các em nhé. 6 nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nội vụ về quản lý nhà nước về viên chức với các từ khóa như sau các em nhé. Với các từ khóa ở đây liên quan đến việc xây dựng ban hành. Đấy, xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chức, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chức. Đó, chúng ta nhớ cho thầy là từ khóa xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chức hoặc trở thành cán bộ công chức viên chức là không đúng, ở đây chúng ta đang là đối tượng là viên chức, ta nhớ là viên chức kèm nhau. Thứ hai là chúng ta liên quan đến từ khóa kèm nhớ giúp thầy về phần lập quy hoạch kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ viên chức, lập quy hoạch kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ viên chức em nhớ nhá. Thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây về từ khóa thứ hai lập quy hoạch kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ viên chức liên quan đến cái phần nhiệm vụ quyền hạn thứ hai của Bộ Nội vụ trong quản lý nước về viên chức. Từ khóa thứ ba đó liên quan từ khóa ban hành hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp em nhé. Ban hành hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp đó, thì em nhớ giúp thầy về từ khóa thứ ba liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nội vụ về quản lý nước viên chức và ban hành hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Từ khóa thứ 4 là chúng ta nhớ liên quan đến cái việc hướng dẫn lập quản lý hồ sơ viên chức, hướng dẫn lập quản lý hồ sơ viên chức các em nhá, hướng dẫn lập quản lý hồ sơ viên chức, rồi công tác thống kê. Đấy, công tác thống kê chúng ta nhớ công tác thống kê, rồi liên quan đến hướng dẫn lập quản lý hồ sơ viên chức, đấy là từ khóa thứ 5 liên quan nhiệm vụ quyền hạn thứ 5 của Bộ Nội vụ về quản lý về viên chức. Thì chúng ta thấy là rất là rõ ở đây về cái phần đó nhá. Và tiếp theo là từ khóa về thanh tra kiểm tra các em nhá. Đấy, thanh tra kiểm tra ta cần nhớ từ thanh tra kiểm tra. Và từ khóa cuối cùng, từ khóa thứ 6 là chúng ta gắn về cái phần về báo cáo chính phủ về đội ngũ viên chức, báo cáo chính phủ. Đấy, ta nhớ về đội ngũ viên chức thì các em nhớ cho thầy 6 nhiệm vụ quyền hạn Bộ Nội vụ gắn với 6 từ khóa phải nhắc lại với các em liên quan với Bộ Nội vụ, đó là từ khóa xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chức, thứ hai là lập quy hoạch xây dựng phát triển đội ngũ viên chức, thứ ba là liên quan đến ban hành hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp, thứ bốn là liên quan về hướng dẫn lập quản lý hồ sơ rồi công tác thống kê viên chức, thứ năm là liên quan đến cái việc thanh tra kiểm tra, và thứ sáu là báo cáo chính phủ về đội ngũ viên chức. Các em nhớ thầy 6 nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nội vụ và 6 từ khóa gắn như vậy. Thế còn ở khoản 3 trong điều 47 thì các em thấy là chúng ta sẽ không có câu hỏi các em nhé. Ở từng phần trong nội dung chúng ta sẽ tập trung vào dạng mà có câu hỏi cho các em để chúng ta học các em nhé. Thì chúng ta đi tiếp nội dung tiếp theo trong về cái phần khoản 4 thì sẽ có câu hỏi. Thì nó hỏi liên quan đến cái về trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình trong thực hiện quản lý, nghĩa là chủ thể nào trong phạm vi nhiệm vụ, chúng ta nhớ từ khóa về trong nhiệm vụ trong phạm vi nhiệm vụ về quản lý viên chức thì chúng ta nhớ đấy là đáp án đó là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương gắn để đáp án là gắn trong phạm vi nhiệm vụ
em nhá. Về cái phạm vi về quản lý lực viên chức, chúng ta nhớ là đáp án là ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thì hiện nay chúng ta có 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có chúng ta thấy là có 5 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Đấy, chúng ta thấy là thành phố trực thuộc trung ương, rồi các tỉnh thành chúng ta thấy rất là rõ rồi. Thì các em nhớ cho thầy là ở nội dung khoảng 4 của điều 47 như vậy em nhá. Chúng ta đi tiếp ở điều 48 liên quan về nội dung quản lý nhà nước viên chức. Thì chúng ta thấy ở phần quản lý viên chức ở đây cụ thể nó có bao nhiêu nội dung về quản lý viên chức ấy. Thì các em nhớ cho thầy câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu nội dung quản lý viên chức, thì chúng ta nhớ cho thầy là 9, hoặc người ta hỏi là khó hơn một chút là khoảng 1 của điều 48 có bao nhiêu điểm, như thầy nói rồi đấy, về điểm này đúng không? Thì tương tự câu hỏi là có bao nhiêu nội dung quản lý viên chức đúng không, hoặc là gì khoảng 1 điều 48 có bao nhiêu điểm, thì các em nhớ trả lời cho thầy là 9. Và 9 các nội dung từ khóa như sau, đó là xây dựng vị trí việc làm, rồi gắn đến việc tuyển dụng, thứ hai là việc ký hợp đồng, thứ ba là cái việc bổ nhiệm đúng không, bổ nhiệm thay đổi chức danh, thứ tư là liên quan đến cái việc mà biệt phái chấm dứt hợp đồng đúng không, chúng ta thấy rất là rõ rồi. Liên quan đến cái việc bổ nhiệm viên chức quản lý đúng không ạ, rồi liên quan đến đánh giá khen thưởng kỷ luật đúng không ạ, rồi liên quan về chế độ tiền lương, và cuối cùng là liên quan đến lập quản lý hồ sơ. Thì các em nhớ thầy 9 nội dung quản lý viên chức: một là từ xây dựng vị trí việc làm, thứ hai là tuyển dụng đúng không ạ, thứ ba là ký hợp đồng, thứ bốn là liên quan đến cái việc bổ nhiệm thay đổi chức danh nghề nghiệp, thứ năm là liên quan đến cái việc biệt phái chấm dứt hợp đồng làm việc, thứ sáu là liên quan đến việc bổ nhiệm miễn nhiệm viên chức quản lý, thứ bảy là liên quan đến việc đánh giá khen thưởng kỷ luật, thứ tám là chế độ tiền lương em nhá, và thứ chín là lập quản lý hồ sơ viên chức. Thì các em nhớ thầy 9 nội dung liên quan về quản lý viên chức, chúng ta nhớ cho thầy nhá. Chúng ta xong ở khoản 1 của điều 48. Thế còn ở khoản 2 liên quan về cái việc mà báo cáo, chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình quản lý viên chức ấy, thì chúng ta đã học ở khoản 2 điều 9, các em nhớ giúp thầy, đó là hai đơn vị sự nghiệp công lập, đó là đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ và đơn vị lập chưa được giao quyền tự chủ. Thì cái này sẽ giúp các em học rất là tốt ở khoản 2, khoản 3. Chúng ta thấy các nội dung trong luật đều có liên quan với nhau. Với khoản 2 thì chúng ta thấy rồi, nó gắn với đơn vị lập được giao quyền tự chủ, thì câu hỏi thẩm quyền ở đây ai sẽ là người chịu trách nhiệm báo cáo cấp trên về tình hình quản lý sử dụng đơn vị lập, thì đây chính là đáp án gắn với tự chủ đúng không, thì là gắn với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Chúng ta cần nhớ cái mẹo là gắn cái câu hỏi gắn với đơn vị giao quyền tự chủ, là chịu trách nhiệm đó là gắn với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Thế còn với khoản 3 em thấy với chúng ta thấy về đơn vị lập chưa được giao quyền tự chủ, chúng ta thấy rồi ai sẽ là liên quan cái việc chịu trách nhiệm báo cáo đó, chúng ta thực hiện các nội dung quản lý viên chức ấy, chúng ta thấy rồi đáp án sẽ gắn với cơ quan có thẩm quyền đúng không, hoặc phân cấp. Đấy, chúng ta nhớ từ khóa là cơ quan có thẩm quyền hoặc phân cấp. Đấy, họ biết rất dài, cần nhớ từ khóa cho thầy thôi, họ biết đầy đủ rồi sẽ là cơ quan có thẩm quyền quản lý lập được hiện quản lý viên chức hoặc phân cấp. Chúng ta cần nhớ từ khóa gắn với đơn vị lập chưa được giao quyền tự chủ là từ cơ quan có thẩm quyền đúng không, hoặc phân cấp. Còn với đơn vị giao quyền tự chủ thì chúng ta nhớ gắn từ khóa là gì, đáp án là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ chịu trách nhiệm em nhá. Đấy, thì em nhớ giúp thầy ở khoảng 2, khoảng 3, cách học như vậy nên nhanh. Thế còn ở khoảng 4 đúng không, chủ thể nào quy định hay cơ quan nào quy định chi tiết đúng không về quản lý viên chức, thì thầy nói rồi quy định chi tiết, quy định cụ thể, quy định chính sách, quy định lộ trình đúng không, là chúng ta chọn đáp án là chính phủ em nhá. Thì câu hỏi nội dung khoảng 4 của điều 48 này thì em nhớ giúp thầy như vậy, em rõ chưa? Chúng ta đi tiếp ở nội dung của điều 49 liên quan về phần quy định về khiếu nại giải quyết khiếu nại đối với các quy định liên quan đến quản lý viên chức. Thì cái mẹo đây liên quan câu hỏi thôi, về cái phần mà các em nhớ về phần cái vấn đề giải quyết khiếu nại của viên chức ấy, đối với người đứng đầu hoặc các thẩm quyền ấy, thì thực hiện theo quy định nào, thì thực hiện các em nhớ về khiếu nại giải quyết khiếu nại là liên quan đến phần quy định của pháp luật, có thể sửa thành là quy định của nhà nước, quy định của chính phủ đúng không, thì là không phải. Thì các em nhớ cứ cho thầy về cái phần mà các cái vấn đề giải quyết khiếu nại quan quyền viên chức thực hiện theo quy định nào, thì chúng ta nhớ đáp án là quy định của pháp luật em nhá. Như vậy là xong ở điều 49. Chúng ta đi tiếp ở điều 50 liên quan đến quy định về kiểm tra thanh tra. Thì ở đây chúng ta thấy về thanh tra kiểm tra ở đây thì chúng ta nhớ ở đây về cái từ khóa chung là chúng ta thấy về cái từ thanh tra em nhá. Ba cái từ xuyên suốt ở đây, khoảng 1, khoảng 2, khoảng 3 chúng ta thấy có từ thanh tra, em thấy sau từ mà khoảng 1 nó sau từ đơn vị lập có từ thanh tra, em nhìn thấy chưa? Rồi sau khoảng 2 từ thanh tra sau từ bộ nội vụ ấy,
Thế còn cái phần mà từ thanh tra khoản 3 sau từ các bộ cơ quan bộ thì em lại gạch động cho thầy ba từ thanh tra đó. Thì thanh tra chúng ta thấy gắn phần 1 mà có từ thanh tra gắn với cái từ mà chúng ta thấy là liên quan đến cái phần về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức, đúng không? Mà chúng ta thấy cái từ mà đơn vị sự nghiệp công lập, nói chung ngắn gọn chúng ta nhớ cái từ mà thanh tra mà gắn chữ đơn vị sự nghiệp công lập thì người ta nhớ đáp án đây chính là gì, là đáp án là cơ quan thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, đúng không? Đấy đáp án thanh tra mà có chữ đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ trả lời đáp án là cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Thế còn ở khoản 2 chúng ta thấy từ thanh tra nhưng mà ta thấy từ luật này, đúng không? Thì chúng ta thấy là ta nhớ đáp án là bộ nội vụ, đấy ta nhớ cái mẹ nhá, đấy là thanh tra của luật này thì chúng ta gắn đáp án trả lời, đây là thanh tra chủ đề là thanh tra được tuyển dụng quản lý viên chức theo quy định này và quy định khác của pháp liên quan thì chúng ta cần nhớ từ luật này thôi là chúng ta nhớ đáp án luôn là bộ nội vụ. Còn từ thanh tra thứ ba mà gắn khoản 3 đấy mà thanh tra chữ hoạt động nghề nghiệp, các em nhìn thấy chưa, thanh tra hoạt động nghề nghiệp là chúng ta trả lời đáp án đó là chữ các bộ cơ quan ngang bộ, các em nhá, đấy thanh tra một chữ hoạt động nghề nghiệp là chữ trả lời đáp án là các bộ cơ quan bộ. Đấy thì với ba khoản của điều 50 thì giúp em để ta phân biệt nhá, trả lời gắn thầy nhắc lại với khoản 1 là thanh tra gắn chữ đơn độc là sẽ trả lời đáp án là cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn độc. Còn thanh tra theo quy định này thì chúng ta nhớ đáp án là bộ nội vụ. Còn thanh tra gắn chữ hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ đáp án là gì, các bộ cơ quan thanh tra, các bộ cơ quan ngang bộ đấy thì chúng ta nhớ là gắn thanh tra hoạt động nghề nghiệp. Như vậy thầy đã trao đổi xong với các em các từ khóa là những câu hỏi của 4 điều ở trong chương 4 về quản lý viên chức, các em nhá, từ điều 47 đến điều 50. Bây giờ chúng ta đi tiếp ở chương 5 về khen thưởng và xử lý vi phạm. Thầy đã hỏi chương 5 có tên là gì, chúng ta nhớ là tên là khen thưởng và xử lý vi phạm. Và câu hỏi chương 5 này có bao nhiêu điều thì các em nhớ cho thầy là trả lời là có 7 điều, nó quy định từ điều 51 đến điều 57, các em nhá. Đấy, chương 5 thì chúng ta thấy là có tên là khen thưởng và xử lý vi phạm, đúng không ạ? Và chương 5 này có 7 điều quy định từ điều 51 đến điều 57. Trong đó thì chúng ta thấy 7 điều này chỉ có 1 điều là điều 51 quy định về khen thưởng. Còn 6 điều còn lại là quy định về xử lý vi phạm và trách nhiệm hoàn trả đối với viên chức, các em nhá. Thì chúng ta đi lần lượt ở điều 51 quy định về khen thưởng thì có những câu hỏi như sau. Liên quan về cái phần khen thưởng thì chúng ta tách ở đây. Gắn khi mà viên chức được khen thưởng thì chúng ta gạch chân cho thầy là cái từ đầu tiên với khoản 1. Khi nào thì chúng ta thấy là viên chức sẽ được khen thưởng, đúng không? Thì chúng ta nhớ là sẽ được khen thưởng khi mà gì, các em bôi động thầy là có công trạng, thành tích và công hiến. Các em rõ chưa? Đấy là khi nào thì được khen thưởng. Trong đúng không? Thì chúng ta nhớ là khi có công trạng, thành tích và công hiến. Tiếp theo thì chúng ta thấy là cái khen thưởng thứ hai mà viên chức được khen thưởng nghĩa là khi có gì, công trạng rồi thành tích đặc biệt. Đấy là hai phần, một là công trạng, thành tích và công hiến, thứ hai là công trạng và thành tích đặc biệt. Đấy là hai trường hợp mà được khen thưởng. Còn quy định chi tiết chúng ta thấy với khoản 1, với viên chức có công trạng, thành tích, công hiến trong hoạt động nghề nghiệp, đúng không, gắn với hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ sẽ được là gì, được khen thưởng tôn vinh theo quy định nào, theo quy định pháp luật nào. Thì cái này chúng ta phải trả lời đó là pháp luật về thi đua khen thưởng, các em nhá. Khi mà có khen thưởng về hoạt động nghề nghiệp, các em nhớ khen thưởng hoạt động nghề nghiệp là gắn với theo pháp luật về thi đua khen thưởng. Đấy, người ta sửa thành pháp luật hình về hành chính hay dân sự thì là không đúng, các em nhá. Về pháp luật thi đua khen thưởng hoặc là chỉ pháp luật về thi đua là không đủ, hoặc là pháp luật về khen thưởng đủ, phải đầy đủ là pháp luật về thi đua khen thưởng, các em nhá. Đấy là khoản 1 là như vậy. Thế còn với khoản 2 tiếp là liên quan đến trường hợp mà được khen thưởng do công trạng, thành tích đặc biệt thì viên chức sẽ được hưởng chính sách nào, thì chúng ta nhớ là sẽ được bôi động cho thầy là được xét nâng lương trước thời hạn. Đó, được xét nâng lương trước hạn, nâng lương vượt bậc. Đấy, chúng ta nhớ đáp án khi khi nào thì với viên chức mà được khen thưởng do công trạng, thành tích đặc biệt, lẫn được lẫn trên kia với công trạng, thành tích, công hiến hoạt động nghề nghiệp thì là liên quan quy định về pháp luật khen thưởng. Còn đây với công trạng, thành tích đặc biệt thì nhớ sẽ ở đây gắn chữ đặc biệt là gắn được xét nâng lương trước thời hạn rồi nâng lương vượt bậc. Và hỏi tách ra nữa là cái quy định về được xét nâng lương bậc nâng chức bậc bậc này, vượt bậc này thì theo quy định này chúng ta nhớ là quy định của chính phủ, các nhà họ sửa thành quy định của nhà nước hay quy định của pháp luật thì lúc này là không đúng. Đấy, khoản 2 của điều 51 các em nhớ ba cái câu hỏi như vậy nhá. Đấy, một là chúng ta thấy về cái phần về khi nào thì được khen thưởng, đấy thì chúng ta thấy là về được xét nâng lương thì là có công trạng, thành tích đặc biệt. Họ đảo lại câu hỏi thứ hai ở khoản 2
viên chức được khen thưởng công chức đặc biệt thì sẽ được hưởng chính sách gì? Chúng ta nhớ được nâng lương trước thời hạn rồi nâng lương một bậc, và cái việc nâng lương này thì hiện theo quy định nào, là câu hỏi thứ ba là theo quy định của chính phủ em nhé. Còn khoản một chúng ta nhớ về cái phần mà viên chức có công trạng liên quan về hoạt động nghề nghiệp, chúng ta nhớ thực hiện sẽ theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Đây là xong nội dung của điều 51. Chúng ta đi vào điều 52 về các hình thức kỷ luật đối với viên chức, đúng không ạ? Thì người ta hỏi là có mấy hình thức, nghe tùy theo mức độ tính chất ấy, thì có mấy hình thức kỷ luật đối với viên chức, thì các em trả lời là cho thầy là có 4 hình thức kỷ luật, đó là khiển trách, đúng không? Cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc. Đấy, từng hình thức một, từ nhẹ đến nặng, chúng ta nhớ từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc em nhá. Và khoản 2 chúng ta có hỏi tiếp là khi mà viên chức bị kỷ luật, đúng không? Một trong 4 hình thức này thì có thể bị thêm hình thức kỷ luật nào nữa theo quy định pháp luật liên quan, thì khi mà viên chức bị kỷ luật một trong 4 hình thức này thì sẽ bị thêm cái hình thức kỷ luật là bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp. Em bôi trọng là bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Với ngành giáo dục chúng ta, hạn chế hoạt động nghề nghiệp chính là hạn chế hoạt động giảng dạy, nên còn với ngành y chẳng hạn thì sẽ là hạn chế hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Các ngành khác thì họ hoạt động nghề nghiệp của họ, đúng không, chúng ta thấy là sẽ bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp. Còn khoản 3 để chúng ta nhớ, đúng không, với hình thức cách chức thì chúng ta nhớ là chỉ áp dụng đối với viên chức nào, thì chúng ta thấy rồi, quan chức thì chỉ dành cho viên chức quản lý thôi nhá. Cách chức thì các em nhớ cho thầy là gì, là áp dụng cho viên chức quản lý. Như vậy chúng ta tách ra đây, với viên chức không giữ chức vụ quản lý nữa gọi phải lẻ ra, đối viên chức không giữ chức vụ quản lý có mấy cái luật, chúng ta nhớ là 3 thôi, đó là gì, khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc, đúng không. Còn với viên chức quản lý thì nó có 4 hình thức kỷ luật, đó là gì, khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Và các em nhớ đấy, cách chức này là hình thức chỉ áp dụng cho viên chức quản lý, thì họ có chức thì mới cách được, em rõ chưa? Thế còn ở khoản 4, quyết định kỷ luật của viên chức thì được lưu vào đâu? Với quyết định kỷ luật của viên chức, chúng ta nhớ lưu vào hồ sơ viên chức, họ hay sửa thành hồ sơ cán bộ công chức viên chức không đúng, hoặc hồ sơ công chức viên chức là không đúng. Chúng ta nhớ là quyết định kỷ luật thì chúng ta nhớ là lưu vào hồ sơ viên chức, đáp án là hồ sơ viên chức em nhá. Nếu mà khoản 5, cơ quan nào quy định được áp dụng hình thức kỷ luật trình tự thủ tục thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức, đấy cứ quy định như rồi đấy, quy định về hình thức kỷ luật trình tự thủ tục thẩm quyền, thì các em nhớ cho thầy đáp án ở đây đó là chính phủ. Đây là thầy đã trao đổi xong cho các em 5 khoản của điều 52 rất là rõ cho các em như vậy. Chúng ta đi vào điều 53, quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật. Thì điều 53 có bản phần nội dung của luật viên chức 2.10 và sửa đổi 2.19, các em nhớ, thì thầy sẽ trao đổi lần lượt song hành với các em để so sánh những phần của nội dung của luật viên chức 2.10 và sửa đổi 2.19 qua từng khoản. Ở khoản 1 đầu tiên, thầy sẽ trao đổi song hành với luật viên chức sửa đổi 2.10 và 2.19. Thì với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức, đúng không, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là bao lâu, thì gắn với luật 2.10 thì các em nhớ thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, các em nhớ là 24 tháng. Đấy, câu hỏi của luật 2.10, thời hiệu xử lý kỷ luật của viên chức, các em nhớ đáp án là gì, 24 tháng. Thế còn các em kéo xuống cuối ở dưới ấy, mà thầy đã để phần chữ nghiêng là chính là dành về phần luật viên chức sửa đổi 2.19 đấy, thì với khoản 1 ấy quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật thì luật viên chức sửa đổi 2.19 nó quy định chi tiết hơn, rất là rõ. Các em nhớ cho thầy về thời hiệu xử lý kỷ luật của viên chức, họ tách ra, đúng không ạ, là gì, với hình thức kỷ luật là khiển trách thì chúng ta nhớ cho thầy đó là gì, thời hiệu xử lý kỷ luật là 2 năm. Thì chúng ta nhớ cho thầy, luôn nhớ, chúng ta có 4 hình thức kỷ luật mà, đúng không, đó là gì, cảnh đó là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc. Thì với hình thức khiển trách thì là gì, thời hiệu xử lý kỷ luật là 2 năm. Còn chúng ta thấy ở điểm B đó là 5 năm đối với hành vi không thuộc trường hợp điểm A, còn này thì không thuộc điểm này chính là ba cái trường hợp, còn ba cái hình thức kỷ luật còn lại như là cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc, các em nhá. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, đúng không? Thì câu hỏi ở đây chính là gắn với hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc thì thời hiệu xử lý kỷ luật sẽ là 5 năm. Đấy, ta nhớ cho thầy như vậy. Nghĩa là thời hiệu xử lý kỷ luật 2 năm đối với hình thức là khiển trách. Thế còn 5 năm thì đối với hình thức là gì? Cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc. Tiếp theo khoản 2 của luật viên chức sửa đổi 2.19 ấy, em nhìn thấy ở phần chữ nghiêng với 2.19 họ mở rộng thêm, họ quy định thêm có 4 hành vi vi phạm mà sẽ không áp dụng thời hiệu kỷ luật, các em nhớ, không áp dụng thời hiệu của luật. Hỏi có mấy hành vi vi phạm mà không áp dụng thời hiệu thì các em nhớ cho thầy là 4 trường hợp, các em nhớ có 4 trường hợp mà gì, 4 hành vi ấy, vi phạm mà không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật. Một, ta nhớ từ khóa gắn là chữ đảng viên, các em nhớ, và đảng viên chúng ta nhớ là liên quan hình thức là bị khai trừ. Đấy, ta nhớ đảng viên bị khai trừ thì cũng là gì, không áp dụng thời hiệu xử lý luật. Thứ hai là liên quan đến về phần vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ, vi phạm về chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ. Thứ ba là vi xâm hại đến lợi ích quốc gia. Đấy, ta nhớ cần chữ xâm hại đến quốc gia thôi, đúng không? Rồi quốc phòng ninh ta nhớ thêm đến tổn không, nhớ là xâm hại đến quốc gia. Thứ tư đó là về văn bằng chứng chỉ
rồi giấy xác nhận, đúng không? Chúng ta thấy rồi, xác nhận giả hoặc không hợp pháp, các em nhé. Chứ họ chỉ để nếu đi thi ta nhớ phải đầy đủ là văn bằng chứng chỉ, giấy xác nhận, đúng không? Giấy chứng nhận, đúng không? Giả hoặc là không hợp pháp họ chỉ để mỗi vế là văn bằng giả hoặc không pháp đủ, ta nhớ là đầy đủ nó phải văn bằng chứng chỉ, các em nhé. Rồi giấy chứng nhận thì đó là bốn cái hành vi mà chúng ta thấy là không áp dụng thời hiệu xử lý của luật. Đấy, chúng ta nhớ một là từ khóa ở đây là chữ đảng viên, là hình thức là khai trừ, đúng không? Thứ hai là hành vi xâm phạm vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ. Hình thứ ba là xâm hại đến lợi ích quốc gia. Và hình thứ tư liên quan sử dụng văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận xác nhận giả hoặc không hợp pháp. Đây là bốn hành vi vi phạm không áp dụng thời hiệu, em nhớ giúp thầy. Đấy là nội dung ở khoảng cái phần về phần thời hiệu xử lý kỷ luật. Ở trong khoảng 1 của 208 thì chúng ta chỉ có một câu hỏi thôi, đó là liên quan đến cái phần về thời hiệu xử luật đối với viên chức, đúng không? Với 208 nhớ là 24 tháng. Còn số 2019 thì họ đã là mở rộng ra làm rõ nghĩa hơn. Chúng ta thấy với phần về quy định về thời hiệu là với hình thức khiển trách thì là thời hiệu kỷ luật là 2 năm. Thế còn 3 hình thức là cảnh cáo cách chức một công việc thì là 5 năm. Họ quy định thêm 4 hành vi không áp dụng thời hiệu, em nhá. Là vô thời hiệu và nghĩa là khi nào ra quyết định xử lý đấy, chúng ta thấy rồi. Thì đó liên quan về bảo vệ, một là về đảng viên, đúng không? Có hình thức bị khai trừ. Thứ hai là liên quan vi phạm về chính trị nội bộ. Thứ ba là xâm hại đến quốc gia. Và thứ bốn là sử dụng văn bằng và chứng chỉ giấy xác nhận xác nhận giả hoặc hợp pháp, như các trường hợp mà chúng ta thấy liên quan đến sử dụng văn bằng chứng chỉ giả của Đại học Cố Đô ấy, em nhá. Đấy thì sẽ không áp dụng thời hiệu. Chúng ta đi tiếp quay lại với khoản 2 của luật viên chức 2010. Ta thấy về phần đấy vừa xong là thầy đã trao đổi xong một loạt về thời hiệu xử lý luật, đúng không? Nó nằm khoảng 1 của luật 2010 và khoảng 1 khoản 2 của luật viên chức sửa đổi 2019. Chúng ta quay lại khoản 2 của luật viên chức 2010 về phần thời hạn xử lý kỷ luật. Nó thời hạn xử lý kỷ luật thì với thời hạn luật với luật viên chức sửa đổi luật viên chức 2010, với luật viên chức 2010 thì câu hỏi là thời hạn xử lý kỷ luật với viên chức là bao lâu? Chúng ta nhớ là không quá 2 tháng, em nhá. Thời hạn xử lý kỷ luật với viên chức theo luật viên chức 2010 thì không quá 2 tháng. Với những trường hợp mà tình tiết phức tạp, ta nhớ tình tiết phức tạp thì là gì? Không quá 4 tháng. Đấy, có thể kéo dài nhưng không quá 4 tháng. Đấy, thấy chắc lại với luật viên chức 2010 phần thời hạn xử lý kỷ luật với viên chức thì câu hỏi đặt ra thời hạn xử lý kỷ luật với viên chức là bao lâu? Tôi chọn đáp án cho thầy là 2 tháng. Đấy, còn trường hợp có tình tiết phức tạp, đúng không? Cần kéo dài thì có thể kéo dài nhưng mà gì? Không quá 4 tháng. Đấy là luật viên chức 2010. Còn về thời hạn xử lý luật kéo ta kéo xuống ở phần chức nghiêng ấy, liên quan đến luật viên chức sửa đổi 2019 thì chúng ta họ quy định như sau. Chúng ta thấy ở cái phần khoản 3 đó là với thời hạn xử lý luật đối với viên chức thì chúng ta nhớ là gì, là không quá 90 ngày, đúng không? Còn trường hợp tình tiết phức tạp cần kéo dài thêm thì chúng ta thấy có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày. Đấy, chúng ta thấy chúng ta so sánh ở đây với luật viên chức 2010 thì thời hạn xử lý kỷ luật họ quy định là tháng, đúng không? Không quá 2 tháng, đúng không? Và trường hợp phức tạp, đúng không? Các cần nhớ từ phức tạp thôi, có thể kéo dài nhưng không quá 4 tháng. Mà chuyển sang với luật viên chức sửa đổi 2019 họ chuyển thành ngày, em nhé. Và tăng lên, tính ra là tăng thêm 30 ngày đấy. Theo luật viên chức sửa đổi 2019 thì thời hạn xử lý luật viên chức là không quá 90 ngày. Trường hợp tình tiết phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày, em nhé. Đấy thì em để ý cho thầy ở phần 2019 chỉ nằm trong khoảng 3 về phần quy định về thời hiệu xử lý luật. Còn với luật viên chức 2010 về phần thời hạn xử lý kỷ luật thì nằm ở khoảng 2, em nhé. Còn chúng ta đi tiếp quay lại với khoản 3 khoản 3 của luật viên chức 2010 và khoản 4 của luật viên chức sửa 2019 thì chúng ta họ viết rất là dài. Chúng ta như thế đó, nếu mà thi phỏng vấn hay là tự luận thì chúng ta cần học chi tiết, nhưng mà với chúng ta là hình thức thi trắc nghiệm chúng ta cần nhớ cái mẹo thôi, cái dạng câu hỏi. Thì chung ở đây dạng câu hỏi là khoản 3, khoản 4 này thì các em nhớ cho thầy chỉ cần nhớ liên quan về cái câu hỏi này ấy, liên quan đến phần mà chúng ta em nhớ nhìn thấy trong hạn 3 ngày làm việc chưa, đấy là chính đáp án. Xoay quanh cái việc mà dù là luật viên chức 2010 hay sửa đổi 2019 thì chúng ta chọn đáp án là 3 ngày làm việc khi câu hỏi là liên quan đến người ra quyết định đấy, liên quan cái việc mà gửi tài liệu, nó cần nhớ liên quan cái đình chỉ điều tra ấy, mà gửi tài liệu ta cần nhớ như vậy là chữ đình chỉ điều tra và gửi tài liệu thì trong thời hạn bao nhiêu ngày. Chúng ta nhớ dù là luật viên chức 2010 hay là sửa đổi 2019 thì chúng ta đều có đáp án chung là 3 ngày làm việc, các em nhớ. Đấy, ta nhớ ngắn gọn thì biết cách học nó rất là nhanh, gắn đến từ khóa mà đình chỉ điều tra và gì gửi quyết định tài liệu đấy liên quan đấy, chúng ta nhớ là gì trong 3 ngày làm việc, dù là câu hỏi là luật viên chức 2010 hoặc là sửa đổi 2019, các em nhá. Thì thầy nhắc đi nhắc lại liên quan đến nội dung của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019 trong điều 53 quy định về thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật, thời hiệu, thời hạn xử lý viên chức, các em nhá.
thì thầy đã tách rất là rõ cho các em để các em rõ trong cái phần câu hỏi trong điều 53 này. Chúng ta đi tiếp ở điều 54 về quy định ở điều 54 là quy định về tạm đình chỉ công tác các nhá, về phần tạm đình chỉ công tác thì điều 54 này chỉ có phần quy định của luật viên chức 2010 thôi. Thì câu hỏi đầu tiên người ta hỏi là gì ạ? Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với viên chức là bao nhiêu ngày hay bao nhiêu thời gian? Chúng ta nhớ về thời gian tạm đình chỉ công tác đối với viên chức em bôi đậm cho thầy là không quá 15 ngày. Đấy, không quá, em nhớ trong luật nhớ về từ không quá rồi từ ít nhất em nhá. Ít nhất thì chúng ta gắn cho thầy ở điều 29 mà chúng ta đã học đấy. Không quá ta nhớ ở đây là thời gian tạm đình chỉ công tác đối với viên chức ta nhớ là không quá 15 ngày. Thế còn trường hợp tiếp theo, trường hợp cần thiết kéo dài, ta nhớ từ kéo dài thì thời gian tạm đình chỉ công tác là gì? Không quá gì 30 ngày. Chúng ta nhớ là thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với viên chức chúng ta nhớ là gì? Không quá 15 ngày. Và khi có từ khóa là gì? Trường hợp cần thiết có thể kéo dài, nếu có kéo dài thì không quá là gì? 30 ngày các em nhá. Câu hỏi tiếp theo trong khoảng 1 này là hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì người đứng đầu họ sẽ bố trí việc làm cho viên chức như thế nào? Chúng ta nhớ bôi đậm cho thầy là bố trí vào vị trí việc làm cũ. Đấy, trong hết cái thời hạn tạm đình chỉ công tác các em nhớ, nếu viên chức mà không bị xử lý kỷ luật thì các em nhớ cho thầy đáp án là bố trí vào vị trí việc làm cũ các em nhớ. Đấy, chúng ta nhớ là đáp án là bố trí vào việc làm cũ các em nhớ, nếu mà trường hợp họ không bị xử lý luật. Ở khoản 2 trong điều 54 hỏi trong thời gian tạm đình chỉ công tác viên chức được hưởng lương theo quy định nào? Chúng ta nhớ là trong thời gian tạm đình chỉ, chúng ta nhớ bôi đậm với thầy là viên chức sẽ được bôi đậm với thầy là gì? Được hưởng lương theo quy định của chính phủ. Đấy các em nhớ, chứ họ quy định là của nhà nước hay là của pháp luật là không đúng. Đấy, chúng ta nhớ tạm đình chỉ công tác là hưởng lương thì hưởng lương là theo quy định của chính phủ. Chúng ta nhớ thầy ở khoản 2 điều 54 là như vậy. Chúng ta đi vào điều 55 về trách nhiệm bồi thường hoàn trả thì mới có những dạng câu hỏi như sau. Khi câu hỏi đặt ra là các nhớ từ khóa là khi chữ viên chức làm mất hư hỏng. Đấy, chúng ta cần nhớ chữ làm mất hư hỏng thì viên chức phải có trách nhiệm gì? Chúng ta nhớ bôi đậm ngắn từ mất hư hỏng thì chúng ta nhớ là phải bồi thường thiệt hại. Đấy, ngắn gọn như vậy thôi. Còn chúng ta học đoạn kia nó rất là dài, chúng ta cần nhớ là khi mà viên chức làm mất hư hỏng thì chúng ta nhớ trách nhiệm gì đó thì chúng ta nhớ bôi đậm cho thầy là gì? Phải bồi thường thiệt hại, đáp án nhá. Nhưng mà các em có thời gian học hết thì như vậy nó không, thầy nghĩ là không smart. Chúng ta cần học cái cách chọn từ khóa thôi. Đấy, từ khóa nào mất hư hỏng chúng ta chọn đáp án đó là gì? Phải bồi thường thiệt hại em nhá. Còn tiếp theo về cái từ mà khi khoản 2 khi viên chức mà thực hiện công việc nhiệm vụ phân công có lỗi, chúng ta cần nhớ từ mà thực hiện công việc có lỗi không, đúng không? Thì chúng ta nhớ là ở đây em như bôi đậm là gì? Là phải có nghĩa vụ hoàn trả. Em nhớ có lỗi thì gắn chữ nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị. Thế còn chúng ta thấy là mất hư hỏng thì gắn chữ bồi thường thiệt hại. Đấy, còn có lỗi thì chúng ta nhớ gắn các từ nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập. Còn câu hỏi tiếp theo ở trong khoản 2 chủ thể nào hay cơ quan nào quy định chi tiết, đúng không, về xác định mức hoàn trả cho viên chức thì chúng ta nhớ rồi, cứ quy định chi tiết, quy định chính sách, quy định nội trình đấy, quy định cụ thể đấy thì chúng ta nhớ đáp án là chính phủ. Đấy, rất là dễ đúng không em, rất là ngon luôn em. Nhớ điều 55 nhớ giúp thầy nhé, thầy nhắc lại với từ cần nhớ thì chữ viên chức làm mất hư hỏng chúng ta chọn đáp án đó là gì? Là bồi phù phải bồi thường thiệt hại. Còn như viên chức có lỗi cần như vậy thôi, tìm từ khóa như vậy rồi chọn ngay đáp án là có nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập. Và cơ quan này chủ thể nào quy định chi tiết để xác định mức hoàn trả của viên chức thì các em nhớ cho thầy là chính phủ các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào điều 56 về các quy định khác liên quan đến việc xử lý kỷ luật viên chức. Thì nội dung này nó cả trong phần nội dung của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019. Ở phần khoảng 1 thì là sẽ của luật viên chức 2010, phần khoảng 2 khoảng 3 thì có phần sửa đổi của 2019 các em nhá. Thì chúng ta thấy ở đây ở khoản 1 của luật viên chức 2010 chúng ta cần nhớ từ khóa cho thầy là bôi đậm cho thầy chữ từ khóa là thời hạn nâng lương bị kéo dài. Đấy là từ khóa chúng ta cần học, thời hạn nâng lương bị kéo dài là từ khóa nhá. Thì kéo dài như thế nào? Thời hạn nâng kéo dài gắn với hình thức mà viên chức bị khiển trách, đúng không? Gắn với khiển trách thì thời hạn là bao lâu thì chúng ta nhớ là 3 tháng em nhớ nhá. Còn thời hạn nâng lương kéo dài gắn với từ cảnh cáo thì là bao nhiêu tháng thì chúng ta nhớ là 6 tháng để tịnh tiến lên, đúng không? Và tiếp theo hạn nâng lương kéo dài với hình thức cách chức, bị cách chức thì chúng ta nhớ là đáp án 12 tháng. Tất nhiên cách chức thì đồng thời họ phải liên quan họ đơn vị nộp họ sẽ bố trí cái vị trí làm khác phù hợp. Thế còn về hỏi về thời gian thì các em nhớ cái mẹ của thầy, cái từ khóa về hạn nâng lương kéo dài, đúng không? Kéo dài với ông khiển trách thì là 3 tháng, đúng không? Thời gian nâng lương kéo dài cũng cứ cảnh cáo là gì? 6 tháng, đúng không? Và với bị cách chức thì sẽ là gì? Kéo dài 12 tháng. Đấy, ta nhớ từ hạn nâng lương kéo dài học cách như vậy nó rất là nhanh các em nhớ.
đấy, thì em giúp thầy khoản 1 là như vậy nhá, ta học thì nó rất là dễ đấy, đúng không ạ? Chúng ta đi vào khoản 2, đúng không ạ? Liên quan đến cái từ khóa mà liên quan đến cái từ khóa em bôi đậm cho thầy, liên quan đến không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, đấy là từ khóa ở khoản 2 của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019 em nhá. Thì ta học xong hành luôn. Đầu tiên với khoản 2 của luật viên chức 10, cái từ mà không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, thì với viên chức mà bị khiển trách với hình thức kỷ luật đấy, từ khiển trách đến cách chức thì thời gian là bao lâu, thì chúng ta nhớ là 12 tháng em nhá, ta nhớ là 12 tháng em nhớ chưa. Cái từ khóa mà không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm đấy, đúng không, đối với viên chức bị kỷ luật hình thức từ khiển trách đến cách chức thì là trong hạn bao lâu, thì chúng ta nhớ là 12 tháng, đấy là luật viên chức 2010. Rồi em kéo giúp xuống thầy cái phần sửa đổi đấy của luật viên chức số 19 về phần mà liên quan cái phần mà không thực hiện đào tạo bồi dưỡng này. Ở đây họ thêm cái từ mà gì, bổ nhiệm chức vụ cao hơn đấy, một cái từ mới em nhớ đấy, là với luật viên chức 2010 thì họ chỉ là không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm thôi, nhưng mà với 2019 họ thêm chữ là gì, vào chức vụ cao hơn, em rõ chưa, đấy là cái điểm mới chúng ta thấy. Thì với cái từ mà không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng vào chức vụ cao hơn gắn với họ tách ra, đúng không, ở trên kia họ kéo một nèo từ gì, từ 2010 thì từ khiển trách đến cách chức, đúng không, thì là đều đồng hạng là tất cả là không thực hiện đào tạo bồi dưỡng trong 12 tháng. Nhưng còn với luật viên chức sửa 2019 họ tách ra, đúng không, là không thực hiện đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, đúng không, hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, thì họ tách ra, nó khiển trách cảnh cáo mà một, và thứ hai là cách chức là một tách ra, đúng không. Thì với hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì là không thực hiện hoặc đào tạo bồi dưỡng chính là gì, em nhớ là trong hạn 12 tháng, em rõ chưa. Thế còn thấy các em này điểm B đấy, đúng không? Với là không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm, đúng không? Gắn với hình thức cách chức, đúng không? Thì cách chức rồi thì không thể là cao hơn được nữa. Thì chúng ta nhớ thời hạn sẽ là gì? Là 24 tháng, các em nhớ. Đấy, với luật viên chức sửa đổi 2019 thầy nhắc lại, thì với từ khóa không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, đúng không? Thì với hình thức khiển trách, đúng không? Hoặc cảnh cáo thì là thời hạn sẽ là gì? 12 tháng. Thế còn với về quy định về không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng với hình thức cách chức, đúng không, thì là gì, thời hạn là 24 tháng đấy, với luật chức sửa 2019 em nhá. Tiếp theo với khoản 3, chúng ta thấy với ta sẽ đối chiếu gắn với khoản 3 chung ở đây, chúng ta thấy về phần của luật viên chức 2010 và sửa 2019 thì sẽ so sánh luôn trong khoản 2 khoản 3. Thì chúng ta thấy với quay lại khoản 3 của luật viên chức 2010 thì câu hỏi ở đây, hỏi viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật đang bị điều tra truy tố xét xử thì sẽ bị xử lý nào. Chúng ta nhớ bôi đậm cho thầy là không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc. Đấy là với luật viên chức 10, khi mà viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, ta nhớ từ thời hạn xử lý kỷ luật hay điều tra truy tố xét xử thì sẽ không được, em bôi đậm cho thầy là bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc. Thế còn với luật viên chức sửa đổi 2019 em theo khoản 3 phần chữ nghiêng ấy, thì ta thấy khi mà viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, điều tra truy tố xét xử thì sẽ không được, em nhớ bôi đậm là không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thôi việc. Em nhớ với luật viên chức sửa đổi 2019 ta nhớ khi mà viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, ta nhớ bôi đậm là từ thời hạn xử lý luật đang điều tra chính phủ thì không được, em bôi đậm là không được bổ nhiệm, đúng không ạ, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, đúng không ạ, hoặc thôi việc. Thì cái khác của luật viên chức 2019 với 2010 gì ở đây là với trong luật sửa đổi 2019 thì họ đã bỏ từ giải quyết nghỉ hưu. Thế còn với trong luật viên chức 2010 thì cái phần khi mà đang bị xử lý kỷ luật điều tra sổ thì vẫn còn chữ không được giải quyết nghỉ hưu. Có nghĩa là với 2019 này họ đã đổi mới là cho những người mà đang bị xử lý kỷ luật, đang bị cho xử thì vẫn được giải quyết nghỉ hưu, họ bỏ đi rồi mà. Đấy, chúng ta hiểu cả thực tế luật cho các em nhá. Thì các em nhớ giúp thầy ở khoản 3 là với luật viên chức 2010 thì khi mà viên chức đang trong hạn xử lý luật, đang bị điều tra truy tố xét xử thì các em nhớ không được bôi đậm thầy là biệt phái, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hoặc thôi việc. Thế còn với 2019 thì họ bỏ cái từ giải quyết nghỉ hưu đi, vẫn khi mà viên chức là gì đang trong hạn xử lý kỷ luật thì xử thì không được, cái bôi đậm là bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thôi việc. Đấy là như vậy. Đấy là như vậy, trong điều 56 này có hai khoản sửa đổi bổ sung, thậm chí họ hỏi khó hơn là trong điều 56 của luật viên chức 10 đã được sửa đổi tại luật viên chức 2019 ở khoản nào. Chúng ta nhớ là được sửa đổi ở khoản 2 và khoản 3 như thầy vừa trao đổi với các em nhá. Với cái từ khóa chúng ta nhớ là liên quan đến về cái phần mà không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, nó nằm ở khoản 2, và liên quan đến thời hạn xử lý kỷ luật điều tra truy tố xét xử đấy nằm ở khoản 3 mà thầy vừa trao đổi kỹ cho các em. Thế còn chúng ta đi xuống ở khoản 4 liên quan đến gắn với viên chức quản lý các em nhá, mà bị kỷ luật do cách chức
đúng không? Nó cách chức do tham nhũng ấy, ta nhớ từ tham nhũng bị tòa án ấy, cái này chúng ta học rất là kỹ trong nội dung về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng của điều 29, ta tự nhớ từ bị cách chức do tham nhũng hoặc bị tòa án cái án phạt tù đấy. Chúng ta nhớ với viên chức quản lý mà cần từ tham nhũng thôi, từ tòa án thôi là chúng ta nhớ bôi đậu là không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý gắn với viên chức quản lý mà cũng gắn có từ gì tham nhũng rồi từ kết tòa án cái án, đúng không? Thì chúng ta nhớ là đáp án là không được bổ nhiệm vị trí quản lý, em nhớ nhá. Thế còn là quả năm gắn với từ khóa mà viên chức bị cấm hành nghề hay là hạn chế hoạt động nghề nghiệp, chúng ta nhớ là từ bị cấm hành nghề, hạn chế hoạt động nghề nghiệp. Rồi liên quan đến từ khóa mà không bị xử lý buộc thôi việc, đấy, bị cấm hành nghề nhưng mà không bị buộc xử lý công việc, thì người đứng thì đơn vị là phải bố trí công việc như nào? Chúng ta chọn đáp án cho thầy đó là gì? Vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc hạn chế, ta phải đầy đủ là bị cấm hoặc hạn chế. Nếu thiếu một trong hai từ này là đúng em nhé. Với khoảng năm ta nhớ từ khóa khi mà viên chức bị cấm hành nghề, chúng ta nhớ vậy thôi. Mà từ tiếp theo là không bị xử lý buộc thôi việc, thì người nghe đơn vị lập phải bố trí công việc như nào? Chúng ta nhớ là từ khóa là bố trí viên chức, em nhớ là gì vào vị trí việc làm khác mà không liên quan, em nhớ từ đó thầy là không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, ta nhớ bị cấm hoặc là bị hạn chế, em rõ chưa? Đấy là nội dung của khoản 5. Thế còn với khoản 6 liên quan từ khóa mà khi mà viên chức bị xử lý kỷ luật, đúng không? Rồi tạm đình chỉ công tác, các em nhớ là bị xử lý luật hay tạm đình chỉ công tác hoặc là bồi thường thiệt hại đấy, bồi thường hoàn trả mà tôi thấy là không thỏa đáng, các em nhớ từ khóa là bị xử lý luật đúng không? Hay là bồi thường mà không thỏa đáng thì sẽ có quyền gì? Chúng ta nhớ viên chức có quyền em bôi động cho thầy là quyền các bạn khởi kiện, đấy, các bạn khởi kiện hoặc sửa thành là các bạn tố cáo, đúng không? Nhớ là quyền ở đây cụ thể là các bạn khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự pháp luật quy định, em nhá. Đấy là khoản 6 của viên chức bị kỷ luật đúng không, tạm đình chỉ hoặc là bị bồi thường mà cảm thấy không thỏa đáng, các trường bôi động bị kỷ luật rồi tạm đình chỉ đúng không? Bồi thường mà không thỏa đáng thì có quyền gì? Thì em nhớ cho thầy đáp án đó là gì? Quyền về khiếu nại khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do không được quy định. Đấy là đáp án ở khoản 6. Chúng ta thấy điều 56 và 6 khoản như vậy thầy đã trao đổi rất kỹ. Cho thấy trong 6 khoản thì có khoản 2, khoản 3 đã được sửa đổi trong luật viên chức sửa 2019 thì thầy đã trao đổi rất là chi tiết rồi em nhá. Đấy, các bạn vào sau để tua lại nghe lại cho thấy với phần bài giảng của thầy. Đấy, thầy đã xây dựng game trên hệ thống rất là thông minh rồi. Chúng ta có phần phát trực tiếp trên Facebook của chúng ta, phòng học Zoom vòng lớp riêng của chúng ta. Chúng ta thấy rồi, thầy đã tạo riêng cho các em ở phòng học của trực tuyến của Facebook cũng như một phần mềm Zoom bản quyền để học trực tuyến. Rồi thầy có một máy quay lại cho các em, sau khi học xong thì thầy up lên lớp chúng ta. Nên các em có thể học đi học lại nhiều lần, nó rất là thuận tiện. Chúng nào chưa rõ chưa hiểu thì chúng ta tua đi tua lại để học em nhá. Rồi ta làm bộ đề nên nội dung của điều 56 em nhớ giúp thầy. Ta đi tiếp ở điều 57. Phần quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng ta nhớ các cái từ khóa như sau, với dạng các câu hỏi như sau. Các em nhớ khi có từ khóa mà liên quan từ viên chức mà bị tòa án đấy phạt tù, đúng không? Đấy, chúng ta thấy phạt tù tòa án thôi, đúng không? Cần viên chức từ tòa án kia phạt tù hay là từ tham nhũng thôi là liên quan với viên chức, thì ta nhớ là bị hình thức kỷ luật nào, thì ta nhớ là buộc thôi việc, buộc thôi việc. Các em nhớ với từ mà viên chức bị tòa án kia phạt tù rồi từ tham nhũng, đúng không? Thì sẽ là các em nhớ giúp thầy là cái từ về cái phần là gì, về là gì, sẽ là bị buộc thôi việc, các em nhớ đấy. Cứ viên chức mà bị tòa án kia phạt tù rồi từ tham nhũng, đúng không? Thì chúng ta nhớ là sẽ bị hình thức nào, chúng ta nhớ là hình thức buộc thôi việc. Và câu hỏi khó hơn, người ta có thể dẫn giải ra là bị buộc thôi việc, nhưng các em nhớ cho thầy là kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày bản án quyết định tòa án có hiệu lực pháp luật cho họ sửa thành là quyết định của tòa án sơ thẩm, tòa án phúc thẩm thì là không đúng, các em nhớ cần chữ quyết định của tòa án thôi chứ không có sơ thẩm hay phúc thẩm. Thầy dặn thêm cái dạng nữa họ làm cho khó hơn đấy, chúng ta nhớ nhá là phải là kể ngày từ bản án quyết định của tòa án thôi chứ không có từ sơ thẩm hay phúc thẩm. Thì các em nhớ thầy cũng cần nhớ là viên chức mà bị tòa phạt tù rồi từ tham nhũng thì gắn hình thức kỷ luật nào, chúng ta nhớ là gắn hình thức buộc bị buộc thôi việc. Và ta nhớ thêm cái từ là quyết định của tòa án, nó kết luận cái ngày từ bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật chứ không có từ sơ thẩm hay phúc thẩm, các em nhá. Chúng ta đi vào khoản 2, đấy là viên chức chung của khoản 1. Còn với viên chức quản lý thì sao? Đối với viên chức quản lý mà ta nhớ là về cái phần mà tòa án tuyên phạt tù, đấy ta nhớ là từ tuyên phạm tội đấy, ta nhớ bị tòa án mà cần chữ tòa án tuyên phạm tội thì các em bôi đậm ra là từ đương nhiên, đấy không có từ đương nhiên thì vẫn là sai, đương nhiên thôi chứ chức vụ quản lý em nhớ, đương nhiên thôi chứ quản lý. Đấy, với viên chức quản lý mà bị tòa án mà tuyên phạm tội em nhớ là gì, cần chữ tòa án nhớ gắn với chức quản lý và gắn với tòa án, người ta nhớ đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, còn không có từ đương nhiên thì là không đúng, được chưa? Và cũng giống như ở đoạn trên, kể từ ngày bản án quyết định tòa án
có hiệu lực pháp luật, đấy họ xử thành là tòa án sơ thẩm hay tòa án phúc thẩm thì là không đúng em nhá. Đấy, chúng ta nhớ ở khoản 2 của 157 em nhớ giúp thầy. Với viên chức quản lý mà người ta hỏi là khi nào thì viên chức quản lý sẽ liên quan sẽ hình thức là sẽ bị đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, thì chúng ta nhớ là sẽ bị tòa án tuyên phạm tội. Họ hỏi lại là khi viên chức quản lý bị tòa án tuyên phạm tội thì viên chức quản lý sẽ chịu hình thức nào, thì chúng ta nhớ là đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý. Và về sau thì họ sửa đấy, thầy nói là họ thêm từ tòa án sơ thẩm phúc thẩm đúng không, thầy cần nhớ là liên quan quyết định bản án về tòa án có hiệu lực pháp luật thôi nhá. Đấy, thầy dặn đi dặn lại kỹ cho em. Như vậy thầy đã trao đổi xong với các em 7 điều trong chương 5 về quy định về khen thưởng xử lý vi phạm đối với viên chức ấy, thầy ở chương 5 với 7 điều từ điều 51 đến điều 57 cho các em rất kỹ càng từng nội dung của từng khoản. Đấy, có trong nội dung khoản nào mà có phần sửa đổi của 219 thì thầy cũng trao đổi rất kỹ cho các em. Đấy, các em nhớ thầy để chúng ta so sánh em nhá. Chúng ta đi vào chương tiếp theo, chương cuối cùng đấy là chương 6 về điều khoản thi hành. Đúng không? Người ta hỏi chương 6 có tên là gì thì các em nhớ cho thầy là điều khoản thi hành. Hỏi chương 6 có bao nhiêu điều thì các em nhớ cho thầy là có 5 điều, nó quy định từ điều 58 đúng không ạ đến điều 62 em nhá. Đó, chúng ta với chương 6 thì quy định về điều khoản thi hành là quy định từ điều 58 đến điều 62. Thì cụ thể chúng ta thấy trong từng điều như sau. Chúng ta nhớ cho thầy ở đây ở chương 58 người ta hỏi là gì ạ? Có mấy ở khoản 1 ấy, người ta hỏi là có mấy quy định về việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức. Ta nhớ là sẽ tương đương câu hỏi khoản 1 của điều 58 có mấy điểm nhá. Câu hỏi là có mấy quy định về việc chuyển đổi giữa viên chức cán bộ công chức hoặc là gì. Chúng ta nhớ là khoản 1 điều 58 có mấy điểm thì tương đương ta nhớ trả lời đáp án có thể là 6 nhá. 6 điểm tương đương với 6 nội dung quy định về việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức các em nhá. Thì lần lượt với từng khoản điểm thầy trao đổi như sau. Với điểm A ta thấy rồi, người ta hỏi khi việc tuyển dụng viên chức và làm công chức phải thực hiện theo quy định nào. Thì với mà việc tuyển dụng mà viên chức và làm công chức chúng ta nhớ phải thực hiện theo quy định là gì của pháp luật về cán bộ công chức các em nhá. Đấy, cán bộ công chức đây là câu hỏi thứ nhất. Với trường hợp mà việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức thì sẽ phải thực hiện theo nào, thì chúng ta nhớ cho thầy đáp án là theo pháp luật của gì cán bộ công chức, mà bây giờ là pháp luật cán bộ công chức 2008 mà sửa đổi 2019 các em nhá. Thì các em nhớ giúp thầy cái phần đó. Chúng ta đi tiếp ở phần lập quả tiếp theo ở nội dung trong điểm A đấy là trường hợp mà viên chức đã có thời gian làm việc bao nhiêu năm thì sẽ được xét chuyển thành, chúng ta nhớ là xét chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển. Thì các em nhớ cho thầy trường hợp là từ đủ 5 năm, các em nhớ phải nhớ là từ đủ 5 năm mới đúng, chứ từ 5 năm là không đúng, phải có từ đủ mới là đúng là đủ. Đấy, khi mà viên chức đã thời hạn làm việc 5 năm trở lên ở đơn vị công lập thì sẽ được xét chuyển thành chức mà không qua thi tuyển. Đấy, nó hai dạng câu hỏi. Một là trường hợp viên chức đã có thời hạn làm việc đơn lập bao nhiêu năm thì sẽ được chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển. Chúng ta nhớ về thời hạn này là từ đủ 5 năm. Hoặc ngược lại hỏi là trường hợp viên chức đã có thời hạn làm việc tại đơn vị sự nghiệp từ đủ 5 năm trở lên thì sẽ được xét chuyển như thế nào. Thì chúng ta nhớ là xét chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển các em nhá. Cái này mở ra cho chúng ta thấy khi các em đỗ viên chức đúng không? Thì chúng ta có cơ hội khi mà sau này chúng ta làm công tác đơn vị lập 5 năm chúng ta hoàn toàn có thể chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển. Đấy, mà công chức đây chúng ta có thể lên phòng giáo dục em nhé, đây là những cơ quan ban hành chính sách hay ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đấy, hay là sở giáo dục. Đấy là những tầm phân biệt giữa công chức và viên chức. Đấy, viên chức chúng ta là những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, các nhà trường đấy, từ mầm non đến đại học, như thầy đã trao đổi ở buổi giảng đầu tiên rồi cho các em. Còn công chức họ những làm việc trong cơ quan nhà nước, cơ quan ban hành chính sách, đấy nó thấy rồi, như ở tỉnh nó thấy là ủy ban nhân dân tỉnh, rồi cơ quan chuyên môn của tỉnh là các sở đấy đúng không, rồi liên quan các huyện, ủy ban nhân cấp huyện, rồi phòng đấy, xã hay là ủy ban cấp xã, nó thấy thì đấy là công chức nhá. Công chức thì họ là hưởng lương theo ngân sách nhà nước, họ làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn viên chức chúng ta thì là làm việc trong đơn vị nộp, họ thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Còn cán bộ công chức là hoạt động công vụ với nhân dân đúng không. Còn chúng ta là liên quan hoạt động giảng dạy nghề nghiệp đấy, chúng ta phân biệt giúp thầy nhá. Và chúng ta qua chúng ta biết đấy, bạn nào mong muốn chuyển thành công chức biên chế suốt đời đấy, hưởng ngân sách của nhà nước, chúng ta nhớ là ta vào viên chức 5 năm, từ đủ 5 năm trở lên thì chúng ta sẽ xét chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển. Đấy, thì thầy mở rộng và thực tế cho các em hiểu luôn. Thế còn chúng ta đi tiếp về cái phần của điểm B của khoản 1. Với viên chức được tiếp nhận bổ nhiệm vào vị chức nào được pháp luật quy định là công chức, thì ta thấy với cái phần quy định, với phần quyết định tiếp nhận bổ nhiệm đấy, thì chúng ta nhớ đáp án đây chính là đồng thời là quyết định tuyển dụng, vì họ là thông qua quyết định tuyển dụng
Còn viên chức chúng ta khi ký kết hợp đồng làm việc ấy, thì chúng ta phải vào làm việc trong cơ quan thì là chúng ta lập là chúng ta qua hình thức ký kết hợp đồng làm việc. Thế còn viên chức chính là qua hình thức là gì? Quyết định tuyển dụng. Chúng ta nhớ nhá, với cái việc mà viên chức chúng ta được tiếp nhận vào vị trí làm công chức ấy, thì chúng ta thấy cái quyết định tiếp nhận đấy nó chính là cái đồng thời chính là cái việc gì là quyết định tuyển dụng, thì em nhớ giúp thầy nhá, ở phần điểm B. Thế còn với điểm C thì chúng ta không có câu hỏi. Thế còn với điểm D, với cán bộ công chức trường hợp ngược lại, kia chúng ta đang trao đổi trường hợp là viên chức chúng ta chuyển sang thành là công chức, còn trường hợp lại là cán bộ công chức họ chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp lập, thì họ thực hiện theo đáp ứng các điều kiện của quy định nào. Thì với cán bộ công chức trường hợp họ chuyển sang làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thì họ phải đáp ứng điều kiện của luật, chúng ta nhớ luật này chính là luật viên chức các em nhá. Đấy, có 7 điều kiện rất là rõ đấy, chúng ta học rồi, 4 khó cộng 2 đủ cộng 1 đáp đấy, chúng ta nhớ rồi đúng không? Thì đấy là người ta hỏi là cán bộ công chức trường hợp ngược lại là cán bộ công chức chuyển sang làm viên chức tại đơn lập thì đáp ứng các điều kiện của quy định của nào, chúng ta nhớ quy định đây của luật viên chức, cụ thể là luật viên chức 2010 và sửa 2019. Thế còn với điểm D, điểm E thì chúng ta không có câu hỏi. Đấy, phần nào có câu hỏi thì thầy sẽ trao đổi với em. Đấy là trong luật viên chức 2010. Chúng ta chuyển tiếp sang cái phần luật viên chức sửa 2019 ở trong khoản 1 đấy. Ở mục 9 ấy, chúng ta thấy rồi, phần sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 58 các em nhá. Thì chúng ta nhớ cho thầy ở cái khoản 1 đấy, thì chúng ta thấy ở điểm A với câu hỏi việc tuyển dụng viên chức hoặc là công chức thực hiện theo quy định pháp luật, chúng ta giống như đoạn ở khoản 1 của luật viên chức 2010 rồi, là khi mà viên chức chúng ta tuyển dụng viên chức mà để làm công chức thì chắc chắn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức các em nhá. Đấy là pháp luật cán bộ công chức 2008 và sửa 2019 đấy, thì chúng ta nhớ là như vậy. Thế còn với phần tiếp theo với điểm B trong luật viên chức sửa 2019 đấy, cán bộ công chức chuyển sang làm viên chức tại đơn vị độc thì đáp ứng cái điều kiện quy luật này, chúng ta thấy chúng ta đổi điểm D rồi, họ bớt ngắn đi, em thấy chưa? Đấy thì chúng ta thấy là chúng ta thấy là nó bớt trong cái phần ở đây với 2019 thì chúng ta thấy cái phần việc chuyển đổi nó chỉ còn 3 nội dung thôi. Thế còn với phần khoản 1 của điều 58 chúng ta thấy nó có 6 nội dung các em nhá. Đấy, người ta hỏi có thể độ so sánh khó hơn là với phần quy định chuyển đổi giữa cán bộ công chức viên chức với 2010 là có 6 nội dung, vậy sang luật viên chức sửa 2019 thì gồm còn mấy nội dung? Thì các em nhớ cho thầy là gồm 3 nội dung. Đấy, thầy trao đổi là sự có câu hỏi khó như vậy thì chúng ta biết được với 2010 thì nó có 6 nội dung quy định về chuyển đổi giữa cán bộ công chức viên chức, còn với 2019 thì chỉ còn 3 nội dung thôi quy định về việc chuyển đổi giữa cán bộ công chức viên chức em nhá. Còn quy định ở khoản 2 của điều 58 thì chúng ta thấy rồi, cơ quan nào chủ thể nào quy định đúng không về chuyển đổi giữa cán bộ công chức viên chức thì các em nhớ cho thầy là chính phủ rồi, quy định chi tiết, quy định cụ thể, quy định chính sách, quy định lộ trình đấy rồi, chúng ta nhớ là chính phủ, em rõ chưa? Rất là dễ luôn đúng không? Chúng ta đi vào điều 59 về phần quy định chuyển tiếp thì chúng ta sẽ trao đổi ở cái phần ở đây nó có 3 khoản, chúng ta thấy ở cái phần khoản 2 có phần sửa đổi của 2019 em nhá, thì thầy sẽ trao đổi khoản 1 trước lần lượt. Thì với khoản 1 quy định về chuyển tiếp em cần nhớ mẹo cho thầy, với trường hợp mà viên chức tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 đấy, em bôi đậm cho thầy là trước ngày 1/7/2003 hỏi là mới viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 thì có các quyền nghĩa vụ quản lý như nào, thì các em nhớ với viên chức mà có từ mà tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 thì với về cái quyền nghĩa vụ và quản lý, các em nhớ bôi đậm là gắn chữ hợp đồng không xác định thời hạn, các em nhớ hợp đồng không xác định hạn. Đấy, cứ nhớ mà với trường hợp tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 thì với quyền lợi rồi nghĩa vụ quản lý thì các em nhớ cho thầy là gắn với chữ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, các em rõ chưa? Thế còn với ở khoản 2 của luật viên chức 2010 thì với viên chức tuyển dụng từ ngày, kia là trước ngày, còn đây là từ ngày đúng không ạ, mùng 1/7/2013 đến luật này có hiệu lực, đó là với luật viên chức 2010 thì chúng ta thấy rồi, với ngày mà viên chức với luật của viên chức có hiệu lực ấy, thì chúng ta thấy thì về thực hiện về quy định thì ở đây chúng ta thấy về cái phần chúng ta nhớ phân biệt như thầy nhắc đi nhắc lại là phần trước ngày mùng 1/7/2003 các nhớ, và từ ngày mùng 1/7 liên quan 2/3 thì chúng ta thấy là cái từ với từ ngày mùng luật này có hiệu lực ấy, là với luật viên chức 2010 thì các nhớ về cái thời gian hiệu lực là của nó là vào ngày mùng 1/1/2012 em nhá. Với cái luật này có hiệu lực thầy giải thích cho em nhớ là mùng 1/1/2012 thì từ mốc đó thì với viên chức ở đây cái quyền ấy, thì chúng ta nhớ là gắn với chữ hợp đồng làm việc đã ký kết các em nhá. Đấy là với cái mốc mà từ mùng 1/7/2003 hoặc đến luật này có hiệu lực là ngày luật chức 2010 là ngày mùng 1/1/2012 thì sẽ là gì,
thực hiện cái mối đôi động này là thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết. Thế còn với tuyển dụng trước ngày mùng 1 tháng 7 2023 thì gắn với chữ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Đây là cái mẹo như vậy chúng ta học ở trong cái khoản 1 khoản 2 của điều 59 trong luật viên chức 2010. Thế còn với chúng ta với cái phần mà sửa đổi 2019 ở đây, em nhìn thấy ở điểm 2A đấy, chúng ta nhớ một mốc nữa là với viên chức tuyển dụng trước ngày mùng 1 tháng 7 2020, đây là mùng 1 tháng 7 2020. Em nhớ nhá, nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì sẽ được thực hiện quyền làm. Chúng ta nhớ bôi đậm cho thầy đó là tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết. Đấy, với trường hợp viên chức được tuyển dụng cái mốc trước mùng 1 tháng 7 2020 đó là mốc mà luật viên chức sửa đổi 2019 chưa có hiệu lực ấy em nhá. Đấy, chúng ta thấy thì nhưng mà viên chức họ chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định hạn thì chúng ta nhớ đáp án ở đây là gì? Tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết. Đấy là cái ý 1 của điểm 2A. Tiếp theo người ta hỏi là sau khi kết thúc hợp đồng làm việc đã ký kết đúng không? Thì viên chức sẽ được ký loại hợp đồng nào nếu đủ các yêu cầu theo điều pháp luật. Thì với trường hợp mà với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 2020 nhưng mà chưa ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đúng không, mà sau khi họ thực hiện xong hợp đồng làm việc đã ký kết, đấy, với cái từ khóa là làm việc đã ký kết, thì họ sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn các em nhá. Đấy, các em nhớ giúp thầy ở cái điểm 2A về phần quy định với các trường hợp mà họ được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 2020, đó là trường hợp khi mà luật viên chức sửa đổi 2019 chưa có hiệu lực. Đấy, còn ở khoản 3 thì em thấy rồi đúng không, chủ thể nào cơ quan nào mà quy định chi tiết về việc chuyển quy định chuyển tiếp này thì chắc chắn chúng ta nhớ là chính phủ rồi, quy định chi tiết, quy định cụ thể, quy định lộ trình, quy định chính sách thì các em nhớ giúp thầy nhá, là chúng ta chọn là chính phủ. Thế còn chúng ta thấy ở điều 60 về phần quy định áp dụng quy định của luật viên chức đối với các tượng khác thì rất dễ rồi. Đấy, các em thấy chủ đề ở đây liên quan đến cái việc mà chủ thể nào quy định áp dụng luật viên chức đối với người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, ta nhớ quy định rồi, quy định được áp dụng chúng ta nhớ là chính phủ các em nhá, quy định áp dụng chính phủ. Tiếp tục chúng ta đi phần về sửa đổi, thấy nội dung thứ 11 đấy các em, về phần sửa đổi của điều bổ sung của điều 60 của luật viên chức sửa đổi 2019 thì ta vế để hỏi chủ thể đấy, chủ thể nào hay cơ quan nào quy định việc áp dụng luật viên chức đúng không, đối với người làm việc trong đơn vị nào, ta nhớ từ quy định áp dụng là chúng ta nhớ đáp án là chính phủ các em nhá. Rồi khoản 2 đấy, chủ thể nào quy định việc xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì chúng ta nhớ là chính phủ em nhá. Đấy, chính phủ chính là chủ thể mà quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc nghỉ hưu mới phát hiện ra hành vi tham nhũng trong thời gian công tác thì là chính phủ. Ở cái này các phần có thể câu hỏi họ Lâm khó hơn một chút, hỏi đâu là quy định mới trong luật viên chức sửa đổi 2019 đúng không, mà trong luật viên chức 2010 không có, chúng ta đấy chính là trong nội dung về khoản 2 này. Chúng ta thấy ở cái phần đó là về phần quy định chính phủ áp dụng đối với viên chức thậm chí xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm về giang tác, quy định rất mới để làm chặt chẽ hơn các trường hợp vi phạm. Đấy, trước đây chúng ta có phần ngữ hạ cánh an toàn, nhưng bây giờ tôi thấy rồi những trường hợp mà dù đã nghỉ việc nghỉ hưu mà sau đó chúng ta phát hiện hành vi tham nhũng thì vẫn xử lý kỷ luật em nhá. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ ở phần quản 2. Đấy, nó còn một thêm câu hỏi nữa chúng ta cần để ý là việc xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc nghỉ hưu có hành vi vi phạm thời gian công tác trước ngày 1 tháng 7 2020, nghĩa là trước ngày luật viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực thì thực hiện theo quy định nào. Anh có hỏi là việc xử lý kỷ luật của viên chức đã nghỉ việc nghỉ hưu có hành vi vi phạm đúng không, trong thời gian công tác trước ngày 1 tháng 7 2020 thì thực hiện theo quy định nào. Chúng ta nhớ quy định của luật này chính là luật viên chức sửa đổi 2019 em nhá, có là sửa là theo quy định của chính phủ hay quy định nhà nước không đúng. Chúng ta nhớ mốc của thầy là sẽ là với viên chức mà đã nghỉ việc nghỉ hưu mà vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 1 tháng 7 2020 thì thực hiện theo quy định luật này chính là luật viên chức sửa đổi 2019 em nhá. Như vậy ta xong ở điều 60 cả luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019. Thế còn ở điều 61 về hiệu lực thi hành chúng ta thấy rồi, với luật viên chức 2010 thì hiệu lực thi hành các em nhớ cho thầy là ngày 1 tháng 1 năm 2012 các em nhá. Thế còn là ngày ban hành của luật viên chức 2010 thì là ngày 15 tháng 11 năm 2010 các em nhá. Còn hiệu lực thi hành thì ngày 1 tháng 1 năm 2012. Các em biết bao giờ luật họ thông qua một thời gian 1 năm thì bắt đầu mới có hiệu lực. Hiệu lực của văn bản luật như thầy nhắc em rồi, thường sẽ ngày 1 tháng 1 của năm dương lịch hoặc là 1 tháng 7 của năm dương lịch là hai mốc chắc chắn luôn, đúng không ạ? Còn thông qua thì họ sẽ thường vào hai đợt, đó là tháng 6 tháng 7 và tháng 10 tháng 11, đó là hai đợt mà Quốc hội họp. Đấy, chúng ta thấy thì với điều 61 về hiệu lực thi hành của luật viên chức 2010 thì chúng ta nhớ là ngày 1 tháng 1 năm 2012. Thế còn người ta hỏi là hiệu lực thi hành của luật viên chức sửa đổi 2019 thì các em nhớ là mốc mùng 1 tháng 7 năm 2020
Đấy, hai chúng ta thấy là nhớ thầy với luật chương 10 thì là hiệu lực thi hành của luật viên chức 20 là mùng 1 tháng 1 năm 2012, còn mới hiệu lực thi hành của luật viên chức sửa đổi 2019 thì ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đi vào điều 62 về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đấy. Thì các thấy ở đoạn đầu thấy rồi, chủ thể nào quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, quy định chi tiết quy định áp dụng các thấy rồi, đều là chính phủ, em rõ chưa? Thế còn cái phần chữ nghiêng chúng ta thấy rồi, liên quan cái luật viên chức 2010 được Quốc hội khóa mấy thông qua, chúng ta nhớ là với luật viên chức 2010 thì được Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 8 thông qua, và về ngày thông qua thì nhắc đấy rồi là ngày 15 tháng 11 năm 2020, em nhắc đến nhớ cho thầy về cái ngày thông qua. Đấy là với luật viên chức 2010 thì được Quốc hội khóa 12, em nhớ Quốc hội khóa 12 và chính là Quốc hội khóa nhiệm kỳ 2007-2011. Đấy các em nhớ nhá, cái khóa đấy rất đặc biệt, nó chỉ có 4 năm thôi, từ khóa sau từ khóa thứ 13 nghĩa là 2011-2016 sau này thì chúng ta lại là 5 năm, các em nhá. Đấy thì nó sự thay đổi đấy, còn chúng ta nhớ khóa 12 là nhiệm kỳ 2007-2011 và kỳ họp thứ mấy là kỳ họp thứ 8 là thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010. Thế còn với luật viên chức sửa đổi 2019 thì họ thông qua tại Quốc hội khóa mới và ngày tháng năm nào. Thì với luật viên chức sửa đổi 2019 thì em nhớ là với Quốc hội khóa 14, Quốc hội khóa 14 chính là Quốc hội 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa hoàn thành, và chúng ta đã bầu cử nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 vừa rồi, chúng ta đi bầu ngày 23 tháng 5 2021 vừa rồi để bầu ra nhiệm kỳ Quốc hội mới, Quốc hội khóa 15. Thế còn với luật viên chức sửa đổi 2019 thì được chúng ta nhớ là được thông qua tại Quốc hội khóa 14 là nhiệm kỳ 2016-2021 em nhá, tại kỳ họp là tại kỳ họp thứ 8. Đấy, với cả hai luật viên chức 2010 và 2019 tại kỳ họp chúng ta nhớ đều là kỳ họp thứ 8. Còn thông qua ngày thì chúng ta nhớ là với luật viên chức 2019 là thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019. Đấy, còn với 2010 thì cũng là trong tháng 1, cũng là số 5, nhưng mà 15 tháng 11 năm 2010. Nên người ta gọi luật viên chức 2010. Đấy, còn với luật viên chức 2019 họ thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019. Nên người ta gọi là luật viên chức sửa đổi 2019, em nhá. Đấy, thầy nhắc lại là như vậy, em rõ chưa? Còn hiệu lực thi hành của luật viên chức 2010 là ngày 1 tháng 1 năm 2012, còn mới hiệu lực thi hành của luật viên chức 2019 là ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tiếp theo thì chúng ta thấy về cái phần nội dung thứ 12 về cái thay thế cái cụm từ các điều khoản ra trong từng điều từng khoản thì thầy cũng đã trao đổi với các em rồi đấy. Như cái điểm A của nội dung thứ 12 về sửa đổi nội dung ấy, về thay thế cụm từ là đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trong luật viên chức bằng cụm từ nào trong luật viên chức sửa đổi 2019 thì thầy cũng đã nhắc rồi, đó là chúng ta nhớ từ bắt buộc, cái cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng. Cái nội dung của điểm B khoản 2 điều 2 chỉ quy định về hai trường hợp mà không được đăng ký dự tuyển đấy, viên chức ấy cũng mất cả một đang, thì thầy trong cái phần đấy thầy nói rồi là việc chuyển thay thế cái cụm từ đưa vào cơ sở chữa bệnh, đúng không, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thì thành bây giờ là chữ cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, em nhá. Thế còn với điểm B thì trong cái phần nội dung về phần phân loại đánh giá, trong nội dung thầy đã trao đổi rất kỹ trong cái phần từ điều 42 đến điều 44 trao đổi với các em ấy, thì ta họ hỏi là cái thay thế cụm từ phân loại đánh giá bằng cụm từ nào, hoặc là chúng ta thấy không, tại điểm A khoảng 1 điều 29 ấy, 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ đấy, thì thầy cũng đã nhắc rồi, phân loại đánh giá chung tất cả quy về 4 từ là xếp loại chất lượng. Rồi các em thấy là tiếp từ phân loại đánh giá hay phân loại ở nội dung của điều 42 đấy, đúng không, liên quan đến 4 loại mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, thì thầy nhắc rồi, từ phân loại đánh giá hay từ phân loại đều quy về từ xếp loại chất lượng, hai cái từ thay thế phân loại hay cụm từ thì thấy rồi, phân loại ở nội dung của điều 44 đấy thì chúng ta thấy là cũng thành từ xếp loại chất lượng. Tóm lại ở đây chúng ta nhớ, cứ nhớ cái mẹ của thầy là từ phân loại đánh giá, đúng không, hay là phân loại thì đều là quy về từ xếp loại chất lượng, em nhớ, anh em nhớ mẹ của thầy là nội dung thứ 12 sửa đổi của luật viên chức sửa đổi 2019. Thế còn với nội dung thứ 13 với cụm từ bỏ cái cụm từ thì cái nội dung về khái niệm viên chức quản lý ở khoảng 1 điều 3 thầy cũng đã giảng rồi, so sánh giữa khái niệm viên chức quản lý 2010 và sửa đổi 2019 với từ khóa của luật viên chức 2010 thì khái niệm viên chức quản lý chúng ta thấy có từ nhưng không phải là công chức, đúng không, đó là từ khóa, nhưng đến luật viên chức sửa đổi 2019 thì họ đã bỏ cụm từ nhưng không phải là công chức, thì đây chính là cái nội dung điểm mới đây ở nội dung điểm A khoảng 10, nội dung thứ 13 mà sửa đổi đấy, họ đã bỏ cụm từ nhưng không phải công chức. Đấy chính là cái này để quy định trong cái phần mà trước đây với những người là hiệu trưởng với luật viên chức 10 họ là công chức, nhưng bây giờ với phần quy định này thì họ đã bỏ cái từ nhưng không phải là công chức ở khái niệm viên chức quản lý, thì bây giờ hiệu trưởng hay là những người các đứng đầu các đơn vị lập đấy
thì sẽ không còn là công chức nữa mà sẽ là viên chức quản lý như phó hiệu trưởng, ở như những người giữ chức vụ chức danh như tổ trưởng, tổ phó, tổ văn phòng, tổ chuyên môn đấy, trong ngành giáo dục các em nhé. Còn các ngành khác như ngành y chúng ta thấy sẽ là chức danh người đứng đầu của các đơn lập sẽ là giám đốc các bệnh viện chẳng hạn, gọi là hay giám đốc các trung tâm đấy, thầy giải thích thêm các em nhớ nhá. Còn tiếp theo cái điểm mới là thấy ở cái phần bỏ cụm từ ấy, chúng ta thấy ở được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý theo quy định làm công chức tại đơn lập tại khoản 5 điều 58, chúng ta thấy là họ bảo phần em nhớ từ cái được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ quản lý quy định là công chức đấy, quy định là công chức thì đấy, thì bây giờ họ không còn là công chức trong đơn người đọc nữa, người đứng đầu đơn lập không còn là công chức nữa đấy, hiệu trưởng của các trường hay là giám đốc các bệnh viện không là công chức nữa. Hiện tại nội dung của khoản nào ta nhớ nằm trong nội dung của khoản 5 điều 28 các em nhớ, cái phần mà bỏ cái phần liên quan quy định là công chức trong đơn vị sùng lọc nó nằm trong khoản 5 của điều 28 là như vậy là xong rồi đúng không ạ. Cái phần 13 nội dung sửa đổi của luật viên chức số 19 thầy trao đổi rất kỹ cho em. Còn khoản 3 về hiệu lực thi hành của luật viên chức sửa đổi 2019 thì thầy đã nhắc đi nhắc lại rồi đúng không, ta nhớ là với luật viên chức số 19 thì được Quốc hội khóa 12 chúng ta thấy là cho thấy với luật viên chức sửa đổi 2010 thì nhắc lại đi để nó rõ hơn là với luật viên chức 10 thì được Quốc hội khóa 12 thì họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 đúng không, và có hiệu lực thì ngày 1 tháng 1 năm 2012 đấy là luật viên chức 10. Thế còn với luật viên chức sửa đổi 2019 về hiệu thì chúng ta thấy thông qua thì chúng ta thấy là được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 thông qua. Thế còn có hiệu lực thi hành thì luật viên chức sửa đổi 2019 là có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, tính ra cách đây chúng ta thấy hơn 1 năm rồi đấy, các em nhớ giúp thầy nhá, là toàn bộ của ở các cái chương 4, chương 5, chương 6 hôm nay chúng ta đã học thì trao đổi rất là chi tiết các em, quy định các nội dung rất là kỹ từ điều 47 đến điều 62 thầy đã giảng chi tiết từng điều cho các em làm chi từng khoản của từng nội dung của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019, và tổng thể như vậy là xong toàn bộ 6 chương và 62 điều của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019. Trong 62 điều của luật viên chức 2010 chúng ta có 13 nội dung sửa đổi trong luật viên chức sửa đổi 2019 thì thầy cũng đã trao đổi nhắc đi nhắc lại rất kỹ cho các em qua các từ khóa rồi giảng thức các câu hỏi trắc nghiệm để các em nắm bắt được, và chúng ta đối chiếu với phần bộ đề mà thầy đã gửi cho các em và chúng ta làm để buổi tối chúng ta giải đáp bộ đề của chương 4, chương 5, chương 6 các em nhé, của luật viên chức 2010 sửa đổi 2019. Thì buổi học tối nay chúng ta kết thúc ở đây, cảm ơn các em đã đồng hành với thầy, các em đã rõ chưa đấy. Và thầy luôn nhắc là chúng ta có cái video thầy đã quay lại cho các em, trường hợp các em vào sau hoặc là chưa nghe rõ thì chúng ta được nghe lại cái video đó rất là nét về hình ảnh âm thanh cho các em, thì với hình thức thầy đã dạy trực tuyến cho em này, tương tác trực tuyến trong giờ với kết hợp học trực tuyến trên Facebook, cái phòng học mà Zoom trực tuyến ấy, đúng không, hoặc là thầy cũng tạo ra một cái phần nữa là liên quan phần mềm Zoom bản quyền cho các em để chúng ta vào trực tiếp nghe trong giờ trực tiếp của thầy, và bên cạnh đó có một máy quay lại cho các em lưu lại các video bài giảng rồi video giải đáp bộ đề lần lượt cho các em học đi học lại nhiều lần. Thì rất mong các em phát huy tất cả các tính năng trên lớp để chúng ta phục vụ cho học hiệu quả, đạt kết quả cao, đáng đồng tiền bát gạo các em bỏ ra cũng như công sức thời gian tâm huyết mà thầy truyền giảng cho các em, đúng không? Thì rất mong chúng ta đồng lòng đồng sức với nhau, cái sự thành công trong kỳ thi viên chức này là sự đồng lòng của cả thầy và trò, để các em hiểu những cái phần chia sẻ của thầy, những kiến thức thầy cố gắng cô đọng nhất, chất nhất có thể cho các em để các em dễ nhớ, dễ hiểu các em nhá. Và thì thầy xin phép kết thúc buổi học tối nay ở đây. Cảm ơn các em rất nhiều. Vâng, xin chào tất cả các em.